những giây phút thật thư giãn và thoải mái cùng với chúng tôi. Và quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày. Còn bây giờ thì mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Miu từ chối ghế nữ chính người ấy là ai chỉ vì một lý do. Được Trấn Thành gợi ý, nhưng Miu từ chối ghế nữ chính khi Trịnh Thăng Bình và Mạc Văn Khoa đòi làm cực phẩm. Trong chương trình Người ấy là ai mùa 3 tập 2, dàn cố vấn chào đón ba gương mặt nghệ sĩ Trịnh Thăng Bình, Miu, Mạc Văn Khoa. Ngay màn chào sân, MC Trấn Thành đã chớp lấy cơ hội. Tác hợp thì ít, cà khịa thì nhiều với sự xuất hiện của Miu và bạn thân Trịnh Thăng Bình. Đồng tâm hiệp lực, Hương Giang góp lời. Giờ quay sang thấy hai người giống nhau nha, nhìn trang phục của Trịnh Thăng Bình và Miu sẽ có một chữ nhã, tao nhã và đầm thắm. Em nhìn chệch góc 45 độ hữu, Trấn Thành lập tức gợi ý khiến Hương Giang xuống giọng khi nhìn thấy Mạc Văn Khoa, hướng bên kia là vả. Con người nhìn nó vật vã, nó vội vã lắm, chưa chịu cho qua A Xin lại tiếp tục trêu, anh thì nhìn thấy từ tả trong tơi tả. Quá cay đắng, Mạc Văn Khoa tự hỏi lòng, sao hôm nay em lại tới đây ta? Quán ế quá thì quay game để có thêm thu nhập chứ sao. Trấn Thành xoa dịu nhưng vô tình sát muối vào trái tim của nam diễn viên. Em đi quay để quên đi hình ảnh quán ế, bây giờ em không muốn nghĩ về bún đậu nữa anh. Mạc Văn Khoa ca thán. Sau màn chào hỏi mặn mà với Mạc Văn Khoa, quay sang Trịnh Thăng Bình, Hương Giang nhanh nhẩu đề xuất. Nãy trong hậu trường anh xin làm chàng trai số 6, tiết lộ của hoa hậu đang gây hào hứng, Mạc Văn Khoa lại nhanh chóng dập tắt, em làm chàng trai số 7 được không ạ? Bên Miu làm ăn được không em? Trấn Thành hỏi thăm khiến nữ diễn viên thẳng thắn. Em không để tâm việc kinh doanh lắm, chủ yếu là em ế quá. Hàng ngày em tập trung để thả thính xem chương trình Người ấy là ai. Trịnh Thăng Bình khiến cả trường quay bất ngờ khi đề đạt. Muốn giải quyết vấn đề của em thì tập tuần sau, em nên ngồi ghế nữ chính. Anh sẽ cùng một số anh chàng phù hợp đứng trên kia, biết đâu. Hương Giang lập tức chen vào với ý tưởng táo bạo. Hay là mình khoảng nữ chính tập này đi, chị Miu qua ngồi ghế nữ chính. Khoa đã có chủ là màu đỏ rồi, Bình là màu xanh, là được hai người. Mình ra nhà xe tìm thêm vài người đủ năm để quay số này luôn. Tuy nhiên điều đó khiến Miu hoảng sợ, em chưa sẵn sàng tập này đâu. Tiếp nối màn chào sân cười ra nước mắt của dàn cố vấn là câu chuyện tình yêu chua xót của nữ chính Diễm Quỳnh. Có sự nghiệp vững chắc và tự chủ cuộc sống, vì thế trong tình yêu, Diễm Quỳnh chỉ có một yêu cầu duy nhất với mẫu bạn trai chính là sự thủy chung. Tuy nhiên hạnh phúc chưa một lần mỉm cười với cô, từng có hai mối tình với hai chàng trai có tính cách khác nhau, Diễm Quỳnh dường như đã in hằn vết thương lòng từ họ. Sự phản bội luôn là ngọn nguồn của mọi đau khổ nơi nữ chính. Đến với chương trình, Diễm Quỳnh hy vọng sẽ tìm được chàng trai độc thân phù hợp, giúp cô có thể quên đi nỗi đau trong quá khứ. Thank you.